Vâng, tốt năm người mừng, xin chào tất cả các bác ạ. Các bác ơi, nay em lại lên rừng đi tìm kiếm cây thuốc để giới thiệu chia sẻ về cái cây thuốc quý cho các bác đây rồi nhá. Vâng, và lần đầu tiên cũng không quên xin cảm ơn tất cả các bác đã bớt chút thời gian ghé qua kênh Thuốc Nam Người Mường. Vâng, cảm ơn tất cả các bác thật nhiều. Đây này, em đang đi tìm cây thuốc đây các bác ơi. Tìm cây thuốc để giới thiệu cho các bác đây. Rừng lau không các bác. Đấy. Đây, trên màn hình của chúng ta đây là cái cây cà dại hoa trắng đây các bác nhé. Đấy. Cây cà dại hoa trắng đây. Đấy. Cái hoa trắng đây này. Gọi là cây cà dại hoa trắng. Và cái cây thuốc này nó có tác dụng là hỗ trợ điều trị bệnh làm cho mát gan các bác nhé. Một trong những vị thuốc bệnh gan, cà dại hoa trắng nhé. Đấy, hoa trắng đây. Hoa nó trắng đây các bác nhé. Gọi là cà dại hoa trắng. Đấy. Ở đồng bào Mường chúng tôi hay dùng cái quả này này, quả để làm thức ăn đấy, đem về coi như là luộc hoặc ấy với cái lá đu đủ nhé, luộc với lá đu đủ làm đồ ăn ngon lắm, gọi là cà dại hoa trắng. Rậm quá đi, mời các bác cùng em mình cùng khám phá và theo dõi nhé. Lên rừng này mới có dịp lên rừng được. Đây, còn đây là cái cây hoa ngũ sắc đây các bác này. Hoa ngũ sắc, một trong những vị thuốc nhé. Đó, cái cây cây của nó, dùng cây rễ của nó, một trong những vị thuốc nhé các bác nhé. Đấy, trị về thoái hóa đây các bác này. Đấy, cây hoa ngũ sắc, một trong những vị thuốc trị về thoái hóa. Đấy. Phát hiện ở trong này có cái cây phong nem trong này rồi. Cây cây đơn răng cưa đấy. Nó ở sâu thế nhỉ? Cây này trong này sâu thế. Đây là cái cây đơn răng cưa đấy các bác. Đấy, cây đơn răng cưa đấy. Nhưng mà nó sâu quá. Tít một lùm ở trên kia. Đấy. Ở trước mặt ta đấy là một lùm cái cây đơn răng cưa đấy các bác này. Được rồi. Chỗ này nó vào sâu quá, em không không quay sát được cho các bác. Nó ở dưới chân núi đá đây các bác này. Rồi, em đi tìm ra ngoài này xem có những cây nào nó mọc ở dưới đây, em giới thiệu chia sẻ cho các bác về cái cây đơn răng cưa nhé. Đây, còn đây nữa, vừa đi qua luôn. Đây, cái cây thuốc này là cái cây xuyên tiêu. Vâng, xuyên tiêu hoàng lực đây. Ai à, gài 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 có gài đấy. Xuyên tiêu hoàng lực được, hoàng lực các bác nhé. Đấy, về cây hoàng lực xuyên tiêu này, một trong những vị thuốc hỗ trợ về điều trị bệnh xương khớp các bạn. Ây da, bệnh phong tê thấp ấy. Đấy, cái bộ phận dùng là bằng rễ. Rễ của cây cây phong tê thấp. Trị vào phong tê thấp. À, khu này cũng có nhiều vị cây thuốc phết. Đấy, em đi quay cho các bác để chúng ta cùng theo em nhé, cùng theo em để chúng ta cùng khám phá các vị cây thuốc quý ở trên rừng các bác nhé. À đây rồi, em đã phát hiện được một cái cây đơn răng cưa đây, nó ở sát đây dễ quay. À, nó sống gần cái cây ưng bất bạc các bạn. Đây, đấy, ở trước màn hình của chúng ta đó là có cái ưng bất bạc các bác nhé. Đấy,
cây ưng bất bạc và cây gai gai. Cây ưng bất bạc là một trong những vị thuốc hỗ trợ điều trị bệnh gan nói chung các bạn. Đây, em quay sát các bác xem nhé. Đây, đây là cây ưng bất bạc, nó có gai này. Đấy, đây là cây ưng bất bạc, một trong những vị thuốc hỗ trợ điều trị bệnh gan. Lấy cái lá của nó đây các bác nhé. Đây, cái lá của cây ưng bất bạc đây. Đấy, chính là cái ưng bất bạc hỗ trợ điều trị bệnh gan đấy. Các bác chịu khó đào lấy cái rễ của nó nhé. Đào lấy rễ để chúng ta dùng hỗ trợ điều trị bệnh gan này. Đấy, quay ra đây cho các bác xem cho nó rõ này. Ưng bất bạc. Đây. Đây, cái cây đơn răng cưa nó ở chỗ này cho nó dễ quay cho các bác nhìn xem cho nó rõ này nhé. Đấy, đây là ở trước màn hình của chúng ta. Đây là một cây thuốc có tên là cây đơn răng cưa các bác nhé. Đấy, cây thuốc có đơn răng, tên là đơn răng cưa. Đấy, cái đơn răng cưa này thì nó là một trong những vị thuốc hỗ trợ điều trị bệnh lở ngứa ngoài da nhé. Đấy, như là bệnh chứng mề đay này, mẩn ngứa ngoài da này, da liễu, nói chung là cái chứng bệnh ngứa ngoài da đấy. Đấy, cái này thì về cái cách sử dụng thì xin giới thiệu với tất cả các bác chúng ta nè, là tôi xin chia sẻ là lấy cái lá của nó nhé, lấy cả cành cả lá như này. Đấy, cả cành nhỏ này, cả cành cả lá như này nhé. Đấy, cành lá như này chúng ta bẻ lấy, bẻ lấy một nắm to. Đấy, một nắm tay to như này, đem về nấu nhé, nấu nước, nấu nước cho nó đặc đặc, nấu đun sôi lên cho nó ngấm cái chất thuốc ra, nấu đặc đặc đấy. Đấy, để chúng ta tắm rửa nhé, tắm rửa đấy, cho các cháu nhỏ, các ông bà già, còn những người lớn mình làm cái khoảng 2 nắm đấy. Người lớn thì mình làm cho 2 nắm, còn như các cháu nhỏ đến trường hợp nó lở lét ra thì chúng ta lấy khoảng ngắt lên mình lá nhé, ngắt lên mình lá của nó đấy, mình lá của nó chúng ta đem về giã ra, giã nát ra. Đấy, giã nát. Ừ, chúng ta xào nóng nóng lên một tí nhé, xào nóng lên một tí. Đấy, để chúng ta bôi, như các cháu nhỏ đây chúng ta bôi vào cái chỗ nó bị lỡ ngứa nhiều ấy. Đây, đây các bác nhé. Đấy, đây chính là cây đơn răng cưa đây. Tại sao gọi nó đơn răng cưa? Các bác nhìn này, nhìn cái mép lá của nó này. Đấy, nó có răng như cái răng cưa đây nhé. Đấy, đây em quay sát các bác nhìn rõ không nhá. Đấy, cái mặt trên của lá đây các bác ơi, mặt trên của lá có màu xanh nhá, hai mép có răng cưa. Đấy, răng cưa li ti. Đấy, cái mặt dưới của lá đây, đường gân nổi rõ rệt, cũng có màu xanh nhé. Đấy, cũng có màu xanh. Cây nó thân nhỏ thôi các bạn, như ngón tay thôi. Đây, thân của nó như ngón tay đây này. Đấy, nó chỉ như ngón tay vậy thôi nhá, không có to đâu. Đấy, đây, đây là cái bộ phận hoa của nó ở dưới, nó nằm ở dưới trong cái nách lá này các bác nhé. Đây, trong cái nách lá này là cái bộ phận hoa của nó đây. Các bác nhìn rõ không nào? Đây, tôi giơ cả cái cành này nhé. Đây, ra chỗ sáng nữa các bác xem. Đấy, đây là một cây thuốc quý có tên là cây đơn răng cưa. Nó thuộc họ đơn các bác nhé. Đấy, thuộc họ đơn, nó có tác dụng hỗ trợ điều trị chứng bệnh lở ngứa ngoài da. Chúng ta dùng nhé, dùng để tắm. Đấy, lấy cả cành cả lá của nó nấu để tắm. Hoặc chúng ta lấy mình lá của nó, chúng ta giã nát ra nhé, giã nát ra. Đấy, chúng ta xào nóng nóng lên để bôi nhé. À, xào nóng lên để bôi, hơi ấm ấm ấy, đừng có nóng quá các bác nhé. Đây là cái mặt dưới này, cái nách lá này. Đây là cái mặt trên của lá đây các bác ơi nhé. Mặt trên của lá đây, các bác quan sát nhìn rõ chưa nào nhé. Đấy, có thể chúng ta dùng độc vị mình nó, hoặc kết hợp với những các vị thuốc khác các bác nhé. Hoặc là chúng ta kết hợp với những các vị thuốc khác để chúng ta dùng hỗ trợ điều trị bệnh lở ngứa ngoài da, đúng không nào. Đấy, tôi xin giới thiệu với tất cả các bác là về cái vị thuốc cái đơn răng cưa là ở đây giờ nhé. Để những ai không may nhé, mắc cái chứng bệnh đó về mẩn ngứa ngoài da thì xin liên hệ ngay qua số điện thoại cũng như là số Zalo của nhà thuốc chúng tôi, đó là 0976972618 các bác nhé. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, các bác
có người nhà, người thân, bạn bè không may mắc chứng bệnh nhé. Đó, lở ngứa ngoài da thì hãy xin liên hệ ngay qua số điện thoại hay là số Zalo của nhà thuốc chúng tôi. Đó là 0976972618 các bác nhá. Vâng, có lẽ đến đây tôi cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở chương trình lần sau ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.